Hello cả nhà, hôm nay cũng là ngày đặc biệt, đang ở ngoài biển đây. Mình dẫn phái đoàn London đi ra biển bắt cua. Bây giờ mời cả nhà cùng theo gia đình mình đi bắt cua nghe. Ra biển quen không sao, như đây là ở dưới người ta đang đào thùng kìa. Mấy ông Tây ở đào đào thùng mà đi câu cá đó, kiếm đen đâu. Hai ông thanh niên Lâm, ông họ Trần, ông họ Lâm vừa mới 18 tuổi. Đây là this is Kevin sợ. Kevin sợ. Đây cho phải phê rồi. Bắt một con cá sa mình, dục hết con cá lấy cái đầu thôi. Bắt con heo lấy hai miếng thịt. Hôm nay anh Tám có cái mũ bánh bèo. Ok, bẻ đầu. Chừng nha. Nắm cái dây thẳng lên xa con. Chừng kéo xuống, kéo Kevin xuống luôn á. Dục ra ngồi xíu mà nó dính sát lên. Any fish? No, just the head. Oh, mấy cái cắt gà. cắt gà nè, tư thế nè. Bỏ vô. Nhanh,
nó kẹp á. Nhanh tay lên. Ôi cậu, cậu. Bên đeo bao tay. Đóng biển nè. Mới lạnh. Nó cắn nó liền. Kẹp nó liền gì. Vui vậy. Ôi. Soft shell crab in it. Wow. It looks like a lot. Does it seem nice? Just a little. Come. I feel like this bird is going to see what shape it's going to go for. Đưa ra đưa vô để con Thái gỡ cho. Mày có bỏ chục bán vô trong. Cả nhà bây giờ đi về được nửa thùng, mình đi vô trước mấy người đó cho sau. Chia ra cho nó đều, hai người kia cho nó đều.
cái là heo, là heo, là heo một nắng á. Cái này là heo một nắng. Lợn, lợn, lợn một nắng. Lợn một nắng. Tất nhà. Cái này mồi này có cua 60kg nó tới á. Hai ông có cái thùng cua ở đây đi nãy giờ coi nè. Nặng không? Cần giúp không? Hả? Được rồi, reo ha. Có ở bên kia. Cua bắt về nè. Cả nhà ơi, sau khi vật lộn với một mớ cua cho vui thì đây là thành quả của ngày hôm nay. Thì mấy người thích ăn như vậy cho nó ngọt. Mình xin kết video tại đây nghe. Hẹn cả nhà video kế tiếp. Thank you, bye bye.